Xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay vừa về được một số loa ba đôi nha quý vị, AR2AX ha. Thì cái dòng này nó quá đẳng cấp, nó quá nổi tiếng rồi, thì quý vị em cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Đẹp xuất sắc hết nha quý vị. Thì em quay xung quanh lát xíu nữa em sẽ giật cân cho quý vị coi nha. Đôi nào cũng đẹp hết nha quý vị. Nói chung là không có một cái gì mà để chê ở những cái đôi này hết. Đẹp quá đẹp. Đây là cái phiên bản mà bát 25 chung bông và cái chép gùi này, anh em ta thường đăng ha. Nhưng mà cái phiên bản này nó có một tí xíu cái đặc biệt nha quý vị. Thường á, cái thùng nó sẽ bằng như thế này thôi, nhưng mà cái này nó có làm thêm một cái gờ ra nữa ha, cả ba đôi luôn quý vị. Cái này nói chung một đời, đời này thì nó sẽ sao mấy cái đời, cái loại mà nó cái thùng bằng nha, nhìn nó rất là đẹp quý vị, nó đẹp hơn cái kia ha quý vị. Nè nhìn nè, nó có cái điểm nhấn chỗ này ha, nhìn nó rất là đẹp. Tất cả là nguyên zin nguyên bản 100%. Ê, cần màu này là do bên kia nó về màu này luôn nha quý vị, chứ không phải là dây đây mình thay nha. Sẽ giật cần cho quý vị xem. Bát 25 cái gân này sẽ khi giao với quý vị em sẽ làm cái gân này lại vì nó đã mục rồi, nó nứt rồi. Hoạt động hoàn hảo ha, nguyên zin chung bông chất lượng. Căn này thì em đã giật và em làm miếng dán sẵn cho quý vị luôn ha. Mấy cái miếng dán này khi giật ra giật vào thì nó sẽ rất là dễ. Hai đôi này là cái mạc này nè quý vị, nó còn nguyên cái miếng siêu này luôn này nha. Nè, còn nguyên miếng siêu chưa lọc này nha. Nè, cái miếng siêu tem này nè, chưa lọc này nha quý vị. Đó. Quý vị. Không lọc được gì nha, để vậy đi. Nhìn nó bẩn bẩn, nó xấu xấu ha, bẩn 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 xấu xấu thì mới đúng là AR nha quý vị. Chất âm của mấy dòng này thì quý vị khỏi chê rồi. Rồi sức luôn, cần này nó quá dính rồi quý vị, này em phải cậy ra mới được rồi. Cái này đẹp xuất sắc nha quý vị. Đẹp xuất sắc hết. Rồi nha, em đã cởi được rồi nha quý vị. Thì quý vị quan sát ha. Đôi số 1, hai cái bát nó giống nhau. Số 2 thì cũng vậy, đôi số 3 thì nó bắt cặp như vậy ha, từ bên cam về là vậy. Em đã có làm dấu. Đôi số 1 này thì trên đây nó có mấy cái vết này giống như nó sơn lại quý vị. Nó vẫn đẹp nha. Màu lỗ. Thì đôi này giá là 13.500. 13.500. Hai đôi này thì đẹp long lanh xuất sắc luôn, khỏi chê. Hai đôi sau này thì đồng giá 14.300 nha, quý vị thích đôi nào thì lấy đôi đó nha quý vị.
Những dòng này thì hiện giờ nó cực kỳ hiếm rồi. Khoảng nửa năm trước đây thì nó rất là nhiều, giá nó cũng mềm hơn. Nhưng mà bây giờ thì muốn mua cũng không có nữa nha quý vị. Nhập giá rất là cao luôn. Quan trọng là hàng đẹp, nguyên zin nguyên bản 100%. Ở đây gân em chưa thay nha. Khi nào mà giao quý vị thì em sẽ thay gân cho quý vị luôn. Gân zin hết, nguyên zin hết, chưa tháo ốc luôn. Đã kiểm tra kiểu tốt hết rồi quý vị. Đẹp khỏi chê. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.